anh chị hiểu không? Cái nghĩa của nó nói là cái ái kiến chị Annie á, mà em đi ai á, chị hiểu hiểu không? Hiểu hiểu ái kiến chị Annie mà chị hỏi nhiều số, hỏi nhiều số thì nghe nghe hỏi á, còn không nghe đó chị đề thi đề thi. Chị Hồng không già ha. Vòng loại mới thì anh chị này mình chưa vé, mình chỉ cần đứng ngồi tại chỗ, mình giơ cánh tay lên luôn quý vị mình ha. Dạ thầy. Ký hiệu 2802 đúng không loại? 2802 hợp lệ. 28 vừa kêu. Có 1, 18, có 2, 40, có 3 và 51. 51 có 4 đầy đủ. Rồi anh chị mình nói dòng loại vừa qua có một vị chủ nhân đoạt giải của 4 chiếc anh và tài lá vé. Thì nếu anh chị nào chưa tin tưởng lên phía bên trên kiểm tra, còn bằng không chúng em tra tặng phẩm ra bên ngoài, mọi thắc mắc về sau chúng em không giải quyết quý vị mình ha. Dạ rồi em mời chị mình vô phía bên đó mình nhận quà ha. Dạ đây. Rồi chị lật lên phía sau mình ghi họ và tên kèm theo đó là số điện thoại của mình luôn. Và cũng như là anh chị mình phía bên dưới, anh chị nào mình có mặt tại đây và những vòng loại phía trước đó mình chưa có cơ may đoạt giải thì mình lật ra phía sau, mình ghi họ và tên kèm theo đó là số điện thoại của mình, xong mình gửi nhân viên hoặc là mình đem mình bỏ vào trong thùng này. Cuối chương trình thì bên trong chúng em sẽ rút thăm thưởng và bên trong chúng em sẽ rút ra hai lá phiếu, và anh chị nào có cơ may đoạt giải bên trong chúng em xin gửi tặng qua mỗi người là một bao lì xì trị giá 500 đồng. Thank you.
mày đang nói ngôn ngữ gì cho tao xin 500 biển sức được. Kiểu là tiếng là keo lì rồi đó. Keo lì hả? Keo lì. Chị Lộ biết Lan Chi không? Biết con nhỏ Lan Chi ở nhà gần bà nhà Kim Trinh không? Hôm bữa Lan Chi nấu nồi xương hầm bánh đổ đớp phỏng cái tay luôn. Mẹ bây giờ mẹ đưa bệnh viện rồi mà vô bệnh viện gần cái chỗ mà cái chỗ mà Hà Lan rồi đó. Chỗ Hà Lan xong rồi gặp ngay cái bác sĩ tên là Trầm Lương. Bác sĩ Trầm Lương, Lan Chi là con gái của bà Quế Lầu. Lan Chi mà nấu phở đổ phỏng tay chơi sao chịu biết. Rồi hỏi đi, chị biết không? Bà biết mày không? Biết không? Biết rồi đó. Bà biết không? Mày ba không biết. Còn mày biết, mày phải biết. Biết, biết. Ai cũng biết nha, sao chịu biết. Rồi cái Lan Chi dẫn lên nó vô cái bệnh viện của mày. Mày mới nói không biết sao giờ mày biết. Bây giờ nhớ lại rồi, nhớ lại. Nhớ cái Trầm Lương rồi, nhớ Trầm Lương dẫn lên cái bệnh viện của bé Meron á. Không, cái khúc Meron là tao biết. Ừ, cái bé Meron, bà biết bé Meron không? Biết. Meron, bé Meron là con của bà Meron Tis á. Ừ. Bà Meron Tis là ở bên nước Tư Bản á. Ừ. Cái gì? Bé Meju là ai? Bé Nhịp Meju là con của bà Chu Nga đó. Chu Nga hả? Ừ. Bà Chu Nga là... Thì nói cho em một bay. Một nên nắng có phai tàn. Nắng có phai tàn. Anh về bên ấy. Anh về bên ấy. Làm theo. Cho tao hiểu là tụi này nó đang nói về cái gì không? Chị phải biết cái là ngôn ngữ của trẻ. Chị trẻ bây giờ hiện đại lắm. Chị phải theo cái trend tụi em đi thật sự. Vậy là nói cho vui vậy thôi chứ không có ý nghĩa của mẹ vậy hả? Không, chị hiểu không? Cái nghĩa của nó nói là ai cái yên chị Annie á, mà em đi ai kia chị hiểu hiểu không? Hiểu hiểu cái yên chị Annie mà chị phải ôi nhìn xuống, thì em nhìn hồi á, còn không nghe đó chị đề khi. Chị bồng không già ha. À sao? Nó chỉ là bóng già. Đúng rồi, mà bất dài. Tôi không hề biết mấy cái tiếng lắm nhưng mà thường bây giờ chị dễ lắm. Ca sĩ nào trong đoàn ai hát hiểu chị trả lương không hiểu khỏi trả. Vậy thôi. Dễ xử đó quý vị. Nhưng mà khán giả hiểu. Hiểu không quý vị? Em nói này quý vị hiểu không? Hiểu. Bồng không già ha. Có đấy chưa? Là có lương. Lúc đó tao hiểu. Mất dạy. Mày tưởng tao ngu lắm hả? Tao trả lương không mày mà. Mày tưởng tao con bóng già làm gì tao không hiểu gì. Chứ đâu như mày. Bồng không già ha đúng không? Vừa khước nữa. Bồng không mà thấp. Đúng không? Rồi, ok, thôi kêu đi Tâm ơi, mai mốt mày nói tiếng Việt nha. Đừng hít lá đu đủ nữa cưng. Dạ, rồi, vô. Kêu đi khi qua qua. Chúng ta sẽ có một mini game đầu tiên dành tặng cho quý vị và giống như em nói sẽ dành cho quý vị khán giả đã đến với Sài Gòn Tân Tàu và yêu thích rất lâu rồi quý vị nha. Rồi xin mời em ạ. Rồi kia vòng loại 0482 0482 hợp lệ 19 19 19 chào bạn phải 19 không?